Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến một cửa hàng nội thất để khám phá bí quyết chọn sofa phù hợp với nhu cầu và không gian của bạn. Trước khi bắt đầu, hãy cùng nhau tìm hiểu về các loại sofa và tính năng cần thiết. Sofa không chỉ là một món đồ nội thất mà còn là nơi nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian với gia đình và bạn bè. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về sofa băng. Loại sofa này thường có thiết kế đơn giản và gọn gàng, tích hợp cho các không gian nhỏ và hiện đại. Với một số thiết kế như vậy, sofa băng dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá sofa góc L, một lựa chọn tuyệt vời với những ngôi nhà có diện tích lớn. Với thiết kế góc L, sofa này tạo ra một không gian rộng rãi và thoải mái, phù hợp cho việc tổ chức tiệc tùng hoặc nghỉ ngơi cùng gia đình. Khám phá tiếp theo, sofa gỗ là một kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự bền bỉ. Sofa gỗ mang lại vẻ đẹp ấm áp và sự sang trọng cho không gian sống của bạn. Đồng thời với khả năng chịu lực tốt, sofa gỗ lựa chọn lâu dài cho gia đình của bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá sofa giường, một giải pháp hoàn hảo cho không gian sống đa năng. Loại sofa này có thể biến thành giường ngủ một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm không gian và thuận tiện cho việc tiếp đón khách qua đêm. Với thiết kế thông minh, sofa giường có thể được sử dụng như một không gian nghỉ ngơi phù hợp. Đầu tiên, hãy xem xét kích thước, phòng khách của bạn và số lượng người trong gia đình sử dụng sofa để chọn loại sofa phù hợp. Tiếp theo, cân nhắc chất liệu làm sofa từ da, vải đến nhung để đảm bảo tính thoải mái và dễ dàng vệ sinh. Đối với những gia đình trẻ nhỏ hoặc có thú cưng, vải có thể là lựa chọn tốt hơn vì dễ vệ sinh, trong khi da có vẻ sang trọng hơn và dễ lau chùi hơn. Ngoài kích thước và chất liệu, kiểu dáng và màu sắc cũng đóng vai trò trong việc tạo nên phong cách cho không gian sống của bạn. Hãy chọn kiểu dáng và màu sắc phản ánh phong cách và cá nhân của bạn. Tại cửa hàng nội thất, trưng bày đầy đủ mẫu mã sofa mà cho bạn tham quan và mua sắm. Về màu sắc sofa sẽ được nhân viên tư vấn và thiết kế theo sở thích cá nhân của mọi người. Bản màu da đa dạng và từng công dụng như tải mực, chống trầy và bền màu. Cùng bạn đừng quên thử nghiệm và kiểm tra sofa trước khi quyết định mua, ngồi và nằm trên sofa để cảm nhận sự thoải mái và hỗ trợ của nó. Kiểm tra kỹ càng từ chất lượng đến việc lắp ráp và bảo hành để đảm bảo bạn chọn được một chiếc sofa tốt nhất. Vậy là chúng ta đã khám phá hết bí quyết chọn sofa phù hợp tại cửa hàng nội thất. Hy vọng rằng những gợi ý này sẽ giúp bạn tìm được một chiếc sofa ưng ý nhất cho không gian sống của mình. Đừng quên đăng ký kênh và like video để cập nhật nhiều video hơn về nội thất và trang trí nhà cửa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.